Kính thưa sư, con thấy những người nấu bếp vừa làm vừa bỏ bốc bỏ bỏ miệng làm vật thực dân chư tăng trong cuộc lễ và đồ dùng tráng miệng cũng ăn trước, nhưng khi nghe cả ngăn thì những vị này nói là tôi không ăn những đĩa thức ăn để dọn lên bàn chư tăng là được rồi. Con hãi kinh, những vị này có phạm lỗi ăn trước chư tăng không? Con kính sư giảng rộng thêm. Kính tri ân sư. Kính sư. Nó có những cái trường hợp này cũng là có cái nhận định đó nha, nhưng mà trước mắt chúng ta thấy rằng có những cái người mà đầu đầu bếp á, cái người mà nấu bếp á rất là cẩu thả. Đầu bếp này khi họ nêm nếm đó thì họ ẩu mức độ là lấy cái muỗng múc ra một chút gì đó rồi họ nếm đó, coi vừa miệng không. Rồi tại vì cái muỗng mà múc ra để nếm đó, nếm xong rồi biết thêm hay là vừa rồi đó thì đổ đi, được không, nó đổ ngược trở lại trong cái nồi nồi canh hoặc rồi sau đó múc cái món đó đem lên dân chư tăng. Như vậy cái không dạ không ăn trước chư tăng là gì? Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, những cái người này đó họ khéo léo họ đổ đi rồi, rồi những cái trái cây xong xuôi rồi để chuẩn bị dân chư tăng, nhưng họ ăn trước, họ lấy lý do rằng là cái nào bao giờ mà dọn lên cho chư tăng tôi ăn trước mới bị. Nhưng mà cái đó cái đĩa trái cây đó có chuẩn bị đem chân chư tăng không, mặc dù là xớt ra sang ra nó cũng từ trong đó mà ra, mà họ dùng vậy vẫn là ăn trước cái chư tăng. Nó tốt nhất họ lấy một cái trái cây nào đó muốn ăn, họ lấy trái cây nào đó nằm bên ngoài phạm vi trong cái đĩa đó thì họ mới tránh được cái lỗi này. Rõ ràng là cái dâng lên cái dọn lên chư tăng đó là cái vật thực dành riêng như chư tăng rồi, nhưng mà trong đó, những cái loại vật thực trước đó đó phải múc ra từ đó để mà dâng lên chư tăng, nó cũng nằm trong đó thôi. Những loại vật thực đó giờ muốn ăn cũng không có gì khó, nếu mà ăn trước cái đó đó thì sau khi đó những cái đĩa vật thực á, đã bàn rằng là phần còn lại muốn ăn ai có ai nói đâu, ai cản gì đâu, mà nó lại vô tội. Còn ví dụ một cái chảo chả giò chẳng hạn đi mà chưa múc ra dân như chư tăng mà mình ăn trước đó rồi mới nói rằng cái nào cũng múc ra dân chư tăng cũng ăn trong cái đĩa đó, thì rõ ràng rằng cái đĩa mình múc ra cũng từ cái chảo chả giò đó mà ra chứ đâu, thì rõ ràng là cũng ăn trước chư tăng rồi. Thử gì mà thử, muốn thử kiểu thử kiểu đó mua cái khổ sướng hơn, có chiên đó thì xong xuôi đi. Thử có phải được chọn cái món đó mình đã dành riêng cho chư tăng không, hay là mình dành để ra trong đó mình tích ra để mình cúng dường chư tăng không? Ví dụ như cái nồi canh trong đó, đó có phải là múc trong cái nồi canh nó ra để mà có những cái tô đĩa để mà cúng dường chư tăng không? Để giờ muốn thì múc ra dân để xong cái phần còn lại trong cái nồi đó muốn ăn gì ăn, ai nói đâu. Bây giờ tự nhiên trong cái nồi đó chưa múc ra dân chưa tăng mình ăn, nói khi nào tôi múc ra tôi dân tôi ăn trước, có phải là đang ăn trước chưa? Giờ một cái nồi mà nồi xào chứ mì xào hay là cái gì đó chưa múc ra đĩa rồi sau đó múc ra đĩa chưa tăng, không phải là chưa tăng lấy vật thực từ trong đó đem ra dân chưa tăng không? Bảo là tôi không ăn trước là sao? À rằng múc ra xong dĩa rồi phần còn lại ăn nó mới còn cứ nè. Còn đồ ăn tráng miệng đó, thì cái đó những cái trái cây đó
bóc vỏ, gọt vỏ xong xuôi đó. Nếu có phải cái đó để chuẩn bị để mà mang ra ra cho tăng không? Nói bóc vỏ xong xuôi xếp xếp đi, còn muốn ăn hả, lấy cái khác ăn, nó phải vô tội không? Cắt cắt cái gọt vỏ xong cái bỏ cái mới lấy bóc một miếng ăn. Rồi những cái trái mà mình gọt ra mình xẻ ra, xẻ năm xẻ bảy ra đó, thì có phải những cái lấy cái những cái món đó đem lên dân chư tăng không? Những cái trái cây bây giờ đem lên để dân chư tăng không? Nó không ăn trước là gì? Gọt đầy đủ hết, xếp trong cái dĩa hết đi, rồi chuẩn bị đem lên. Ê, phần này của chư tăng sau ra, cái phần còn lại thì lấy trái cây khác ăn, không ai nói gì đâu, mà là tránh được cái tội nữa đấy. Mà câu chuyện Tăng Bằng Quyến Thuộc, Bình Sa Dương làm ngạ quỷ, từ Đức Phật Các Cuốn Sanh Thá cho đến Đức Phật Gotama trong Tạng Luận nó ghi rồi. Rồi tốt nhất khi mà niêm nếm cho chư tăng, ngay cả gia đình cũng vậy, thì chúng ta tập một thói quen vậy đi, tức là chúng ta múc ít ra thôi, múc ít ra thôi, rồi chúng ta nếm xong xuôi, nếm nếm xong xuôi nhận định được là nó vừa hoặc là nó chưa có được ngọt chưa được mặn gì lắm, thì cái phần mà nếm rồi mình đổ đi, đổ bỏ đi, nó có nhiều nó có đáng vậy đó, mình trút vô trong nồi nó cũng không có hay lắm. Nó giống như mà mình đã dùng mà mình đổ lại, mặc dù không phải là chơi chơi tăng nhưng mà gia đình mình cũng không tốt, mình lấy nó cũng không có. Thì nên bỏ cái thói quen này và tập một thói quen khác, thì nếm xong những cái phần còn lại đổ bỏ, nên ráng ráng tập một thói quen nó là tốt hơn, nó tránh những cái nghiệt ngã nha, nhưng mà nó đào cả.